Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Thì hôm nay chúng ta đến với bộ robot thôi, như mình hứa là chơi xong bộ quỷ thì mình sẽ chơi bộ robot. Rồi, để xem nào. Cái con này là bữa robot mình tự nhìn nhầm nó thành cục đá mới tội nó. Nó tên là Inbachi, không biết có phải là tại nó có số 18 hay không nữa. Rồi, như là bữa nay là sẽ có con Shinzo trong đội hình nha. Rồi, nói chung là Shinzo thì mình rất là thích. Rồi đó là lúc mà mình mới bắt đầu làm game này, lúc mà mình lấy được con Shinzo mình chơi hoài. Thậm chí là mình tính đâu chắc cũng hơn 1000 tập mình chơi con Shinzo đó các bạn. Nói chung là mình khá là thích nó. Rồi xong. Vậy đi, không cho ảnh 1000 máu nào luôn. Vừa vô xin ảnh ngay 4000. Ôi trời. Rồi ok, ông anh của em bá đạo đấy. Con này mình mới lấy được có một con thôi, thành ra là chưa có gọi được cái con Cyber Dragon nhiều đầu ra. Còn bạn nào mà bữa đề nghị mình chơi con rồng trắng mắt xanh ba đầu thì cái đó mình làm nhiều lần rồi nha. Bạn có thể tìm lại những cái video cũ để xem. Ý trời ơi. Rồi ok, mình dính dưỡng rồi các bạn. Ô chà. Ghê. Game. Đau đấy. Con Shinzo nhỏ thì bắn ba qua đầu, con Shinzo lớn thì nó vùi không anh đáp. Rồi thôi, kể như Yugi gặp xui. Ra quân đánh thắng trận đầu các bạn, trận này kết thúc nhanh chắc trong vòng 2 phút 30 giây quá. Rồi gồng lên. Rồng tự tử này mà để đối phương bắt được là dở rồi. 5000 máu. Để coi anh còn con Kuribo nào không. Rồi xong, đi luôn. chưa đủ 2 phút 30 giây nữa, mới 2 phút 10 giây thôi. Rồi đây, bộ robot về đến tay mình là mệt rồi. Bộ bài này thì mình chơi hơi nhiều quái một tí, tại vì mình không thấy nó cầm theo quá nhiều trap được. Có con Shinzo nó ra nữa thì lại phiền mình. Đây, lấy con tự nhiên lúc đó mình lại chính mình lại không dỡ trap của mình lên được nữa thì kỳ lắm. Tại Shinzo chức năng của nó là khóa trap trên toàn bộ luôn. Nó khá là mạnh. Bữa nay mình mới nói chuyện với lại bạn vui trò chơi xong. Bạn ấy cũng là một người chuyên làm video về video cũ giống mình giống vậy nè. Bạn ấy có khá nhiều ẩn mod luôn á. Bạn nào mà muốn xin thêm mod thì cứ qua gặp bạn ấy, bạn để bạn ấy chỉ cho cách tải cũng được. Tại bữa giờ mình xem video của bạn ấy thì thấy bạn ấy chơi khá là nhiều các bạn mod. Đủ kiểu luôn chứ không phải giống như mình là mình chỉ có mỗi 4 bản thôi. À xin lỗi, 5 bản, mình có 5 bản, mình xin lỗi các bạn. Rồi đây, có con này. Bắn bay qua đầu một phát. Nó sẽ hỏi mình là có bắn bay qua đầu hay không. Mình đương nhiên là bắn bay qua đầu rồi. Và mình cũng nghi ngờ cái lá này là Marufor hay là một cái lá nó chống tông rồi đó rồi. Cho nên nó là không mới tốt tình thí con này. Rồi xong. Lượt sau là ảnh mất 1600, để coi mình mất nhiêu. Nói chung là được xài cái miệng thì mình khá là vui. Mình không thích nó ở dạng quỷ lắm, mình thích nó ở dạng này hơn. Có gì mình dở lên mình bắn luôn cũng được. Rồi vua hiệp sĩ cũng là 1600 rồi, coi như hòa đi. Con này cũng 1600, con này 1800. Cái này nó là khẩu pháo quá các bạn. Pháo tự hành. Rồi có cái kháng phép ở đây là tốt rồi. Lá này gặp con Shinzo là cũng mệt nè. Như là lá nào mà giáp đụng Shinzo là thấy cũng xanh mặt rồi, xanh mặt hết rồi. Shinzo nó là robot mà nó tiếng âm các bạn. Cho nên nó làm đôi khi mình không có dùng nó được. Có lần mấy lần có mấy clip mà mình dùng con Shinzo mà mình chơi sân biển thôi mà. Kết quả là mình tự làm suy yếu chính mình, nhưng mà tại có nó thì mình mới yên tâm chống giáp của đối phương. Như là con chơi muốn chơi Shinzo thì không được chơi bộ quan, tại vì chơi Shinzo tiếng âm các bạn chơi bộ quan á. Các bạn lấy cái ngôi sao hay là lấy cái con Akana đó, các bạn nâng đắc thương cho mấy con hệ quang thì tự động nó trừ con Shizuo của các bạn lại, cũng vậy à. Nói chung là mình rất thích con Shizuo luôn, mình thích nó từ lúc mình coi phim cho đến khi mà mình chơi cái game này, tại cái tính năng khóa trap của nó rất là hay. Nhưng mà nói chung là tuy là nó hay nhưng mà không phải lúc nào chúng ta dùng nó cũng được. Thật ra thì bị giảm 200 điểm công, 200 điểm thủ khi mà vô cái sân biển Umi thì cũng như cũng không quá nhiều. Hay là ví dụ như mình, nếu mà mình dùng cái sân Umiruka, tức là cái sân biển băng á, thì nó chả ảnh hưởng gì tới con Shinzo cả. Nhưng mà nhìn chung là tự nhiên vô, mình hồi đó chơi thì thích, rồi bây giờ nghĩ lại thấy nó cứ lạc quẻ làm sao á các bạn.
Tại vì đơn giản các bạn cứ hiểu đơn giản như là cái con nó rõ ràng đó là nó thuộc tính âm mà tự nhiên mình bỏ nó vô chung với nguyên đáo thuộc tính thủy thì thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Tất nhiên là bộ hoài của mình đôi khi nó cũng đa hệ, nhưng mà ý mình nói lúc đó là mình nói là đang chơi thủy đúng không? Tự nhiên mình nhét một con âm vô thì nó cũng hơi kỳ. Nó giống như nguyên đám toàn cá nước rồi với nhau không, tự nhiên có một con người máy vô nó lạc quẻ làm sao. Rồi đây, bộ bài này xem ra mình để quái hơi nhiều rồi, nó sổ quái không. Rồi. Đây. That was a good attack. Rồi để coi Yugi phản công như thế nào. Chắc quýnh nó giá này xong ra bớt bài lại quá, chứ nhiều bài quá nó sổ bài phép rồi ra được. Mình cầm trên tay bài nhiều về không nên. Trời ơi, con này lên nó làm gì? Ngàn sáu nha, tính làm gì em? À để đè, nhỏ đè. Hảo. Phù thủy bóng đêm à. Chứ bản nữ. Rồi được. Hảo. Cũng hảo đấy. À con này nhưng mà nó bị con này âm. Con này nó kỵ thuộc tính âm với lại một số cái thuộc tính khác, nên là nó không bắn bao qua đầu được. Đây con này nhập đi. Cái này là chơi đặt mìn. Rồi con nào bắn trúng được hết trơn. Cái gì đây? À card chút xanh. À cũng chả sao, cũng thắng rồi. Ê, đôi khi nó hay ngại cho mấy con summon nó bắn vô mấy con úp xuống lắm, tại đôi khi nó sợ mình gài nó. I end my turn. You're going to activate a spell card? Rồi đây, mượn con này tí. Lấy con này ra. Chơi. Ảnh còn máu lượt sau ba về ảnh cũng nổi cạnh ảnh chết rồi. Rồi để coi bỏ lát nữa ra bỏ con nào ta. Rồi. Oh yeah. Con này từ thời của K3. Còn con này mới nè. Con sẽ điểm thủ nó bị lẻ này. Con này ngon á, 6 sao nè, nhưng mà công thủ dạng toàn đó mà sao không 2050 luôn đi, sao 2030 thế này. I'm proud of you. Your skills have great. Mà nói chung nó chả hấp dẫn các bạn. See that you'll make an excellent duelist. Nó như vậy nó quá xấu sao rồi, mình cũng chả cần nó lắm. Thành thủ nó cao lên thêm xíu cũng được. Quá như vậy là nhiều quá không được. Phải bớt ra thôi. Bớt con nào bây giờ, con nào ở đây thấy cũng ngon hết. Cái con này hồi đó hay giờ bị Maric dùng để chơi mình, là giờ mình muốn bớt hai con này thì mình hồi mình không kéo bài được. Nói chung là ba cái lá bài chủ lực là phải có mặt ở đây. Con này thì thôi nãy giờ thấy con này nó cũng không có đất diễn lắm, chẳng anh Yugi thì không giống như Maric, không có úp nhiều, thành ra thôi kệ nó, bỏ ba cái con này ra đi. Maric úp nhiều á thì mới dùng cái lá đó, chứ còn Yugi không có úp nhiều. Yugi cũng hay xài trap nhưng mà Yugi không có úp nhiều các bạn. Maric nhiều khi anh úp cho 4 lá luôn, nhưng mà Yugi thì thường không có úp nhiều. Mà anh úp anh xài nhanh lắm, không có dịp xài cái lá đó đâu. Rồi đây. Trời ơi. Ê trời đất quỷ thần ơi. Rồi thôi câu giờ để pháp nào. Vô thôi là muốn hỏi mình muốn dỡ cái lá đó lên hay không rồi. Rồi thôi mình đánh anh từ từ anh. I activate my spell card. Trời, rút bài thành công à. Rồi ok luôn. À, Rusader. Hiệp sĩ thập tự chinh nè. What? Này thì thập tự chinh này. Ồ, làm nguyên đóng bài cho ta 6 lá vậy mà đếp bài thì trời ơi. Cái ảnh cầm quái cũng nhiều lắm á.
Rồi thôi cũng sao cả. Rút thêm hai lá ra nào, ra một con quái giùm cái. Cái trời đất ơi. Lần này đảm bảo với các bạn là anh chia bài, anh muốn gài mình rồi. Anh mới chơi như vậy. Rồi ra tiếp đi anh, cũng may là mình cầm trap hole theo khá là nhiều. Bên này thì nó chưa có cái lá vừa trap hole vừa là phong ấn. Ủa sao ảnh ra quái không mà mình ra bài phép không cái này? Phép trap không này. Rồi cuối cùng thì cũng có lá bài nào đó mà mình dùng được. Rồi thì vô đi anh trai. Vô giờ chưa có ra được. Cái gì đây? Hả? À, ai cho xài bài em quý lắm anh giật chứ đó ai chịu. Oh no 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 no. Lá này cũng xong rồi, không tiếc làm cái gì. Rồi ngàn chín cũng không sao. Xuống hố đi anh. Xuống hố đi anh. Con gì đây? À con này. Rồi thôi cho ảnh mình xin ảnh tí huyết vậy. No. No. Rồi Shizuo nhỏ ra trước, Shizuo lớn cứ nằm đó đợi. Bắn bay qua đầu một phát. Not bad. Con này mà chơi cái bộ khóa 4 sao á là khá là ok. Chứ cho nó đứng nó bắn thôi là ok rồi. Rồi giờ lượt sau chấp nhận mất con này mình đạp ảnh một cái cũng được. Rồi ra tiếp đi anh trai. Bộ này chắc bộ phim sần của ảnh rồi. Có con này dễ là phim sần lắm. Chết chưa? Đây gọi là võ đạp đấy. Rồi lá này là phép chứ không phải trap, khỏi lo. What? Rồi đây Shizuo nhỏ hồi sinh. Sau đó bị Shizuo lớn đè. Rồi cái lá này nó tự bị vô hiệu hóa luôn. Nhưng mà bản thân đó thì giờ nó có vô hiệu hóa thì con này cũng được hồi sinh rồi. Rồi xong. That was a good attack. Rồi thế là xong. 2009 vô tiếp không anh? I activate my spell card. Trời. Này chịu rồi. Quá lợi hại. Ảnh cho sấm sét quýnh banh cái máy của mình rồi. Rồi tam một nữ quỷ. Now, I'll set a card. Để bài xuống ha. Rồi đây. You're going to activate a spell card? Phá. Chiến công chi thuật à. Cũng lợi hại đấy. Rồi lần này đành bắn ảnh một cái vậy là chịu đòn. Bay qua đâu? Shizuo nhỏ này thì không có cái gì chặn lại thì dùng nó chả hiệu quả lắm đâu. Trời ơi, cái gì là cái trap hole thì tốt biết mấy. Là con này luôn hả? Mình cũng quên đem con tham một con quỷ lại con quỷ được đen theo này. Bị nó bắn phải chịu thôi biết sao giờ. À, riêng cái này thì phải chơi rồi. You're going to activate a spell card? Phá. Oh, là đất tuổi đô à. Hay đấy.
Rồi hay quá, anh dùng Rakiki, em dùng Rasengan. Thiên điểu và Đụng Hoàng rồi, ta còn hoàng rồi. Như là Naruto với Sasuke đấu với nhau rồi. Rồi chịu mất máu thêm xíu nữa đi. Sao quái mình nhiều mà. Rồi anh để thế thủ là tốt rồi. Trời đất, bữa nay anh chỉ bài đánh chiên sao vậy. Trời, lấy con Kuribo ra bắn là thấy ảnh cũng vã lắm rồi á. Úp xuống thủ vậy. Rồi ra con gì đi. Đừng nói là vừa bóng đêm nha. Oh, thần bầu trời luôn hả? Cái gì đây? Hồi sinh luôn. Chết rồi. Con này bắn trước, thôi con nào trước cũng được. No. Rồi thôi ráng chịu. Rồi không sao. Đừng có coi thường sức mạnh của trái mìn này. Ra luôn. Bắn một phát bay qua đầu. Rồi xong. Thế là xong. Yeah. Rồi. Tiếp nào. Now, I'll set a card. Trời. Nhiều tráp vậy anh trai. Không giống anh tí nào. You're going to activate a spell card? Phá. Là lá này. Rồi, chơi luôn. Để coi ảnh xài cái võ công gì đây. 1600. Có lá, mỗi lá này là lá chống công mình phá rồi. Mình nói là mấy cái bản cũ này chơi dễ lắm. Thấy ai mà nó úp xuống mà nó nói á, tức là lá bài đó là lá bài xịn. Còn nếu mà nó úp xuống mà nó không nói là lá bài đó là lá bài dở. Rồi khoám đòn tấn công của mình luôn ha. Rồi cũng tốt thôi. Trong 3 lượt em kiên thủ không đánh vậy. Anh ra bài anh biết em. Con Inbachi này của mình là chiên phòng thủ à. Ảnh xài cái lá này là ảnh không cho mình rút bài ở lượt sau nè. I end my turn. Rồi tiếp tục kiên thủ không đánh vậy. Vua rừng núi à. Này thì vua rừng núi này xuống hố. I end my turn. Rồi máy khoan đúng không? Nằm xuống luôn. Lập tức vàng trong tủ. Này thì dễ ăn em lắm. I end my turn. Rồi có lá này ở đây là hay rồi. Lên. Con này như hệ thổ. Rồi hệ thổ thì không sao. Bắn bay qua đầu nào. That was a good attack. Bắn. Rồi
chơi. I see what you're trying to do. Biết ngay có chiêu rồi. Chuyện công chiến thuật ha. Biết ngay mà ảnh nói câu đó là khả năng cao là chiêu này rồi. Rồi xong. Coi coi ảnh còn chiêu gì nữa đâu. Rồi hãy bắn đi bắn đi, đừng ngại ngùng. 700 thôi mà, coi như em bỏ 700 ra em mua cái lá bài này của anh. Phá thế. Thì ra là khi hiệp sĩ. Rồi lại có thêm một con bắn bay qua đầu nữa. Bắn. Bắn. Rồi phá đá mở đường luôn. Chơi. Thế là thành công. Rồi cho xin thêm hai lá nữa nào không anh. Trời ơi, mấy lá này có hết rồi mà cũng không có xài, cho xin đổi đi. Rồi nói vậy đi, chỗ anh em phải như vậy. Trời ơi, con Kula nữa. Rồi thôi kệ nó, cũng được đi. No, I lost. I guess you wanted to win much more than I did. It was a great duel. Rồi, tốt. Để xem nào. Bỏ con tam mục nghị quỷ với con vũ khí rừng đen vô mới được. Đây. Nếu vậy thì thêm một lá phép nữa vô cho nó đủ 52, mình gác lẻ lắm. Cái gì đây? À con này. Con thỏ này bữa mới lấy được nó nè. Con này nó tính là lửa. Để coi coi lấy cái gì ta. Mình đã chơi máy móc rồi thì hình như là nó có một cái lá mà nó chuyên chơi cho máy móc đã lắm nè. Cái lá đó là thường anh em cũng hay kêu mình xài. Để coi coi thử nó nằm ở đâu rồi. Nó bắt đầu bằng chữ L, cái lá limited cái gì đó. Như là full động cơ đấy. Cái lá đó nó không có bên bản này thì phải. Cái lá đó dễ nhìn ra nó lắm. À đây rồi, nó đây. Lấy một lá thôi. Hoặc không thì cho con này vô ngủ đi, tại nó dễ tiêu quá. Mình lấy 3 lá này ra luôn. Để xem nào. À vậy thì thêm lá này nữa đi. Người máy mà xài sức mạnh của quỷ cho nó bá đạo. I hope you come prepared because it's time to duel. Rồi đây vô. Đó trong quá trình chúng ta chơi chúng ta cứ hoàn thiện bộ bài của mình thôi. Trời ơi bị cắt bao rồi. Rồi thôi cắt bao với em thì được nha, đừng có cắt bao lung tung phiền lắm. Thiếu nhi bây giờ nhiều lắm rồi. Trái đất cũng đông lắm rồi, anh vui lòng nghĩ cho dân số trái đất này với. Trái đất đang nóng dần lên đó. Dân số càng đông sản xuất càng nhiều, phiền phức lắm. Kế hoạch đi anh ơi. Rồi đây, vô. What? Xuống hố ngay cho anh rút. Trời, rút ra con này luôn. I'll use this card to bring a monster back onto the field. Trời, sẵn sàng dùng lá này để gọi con này luôn. Trời, anh sang dữ. Quá sang, quá sang. I end my turn. Sang cái này chắc nhà giàu lắm. Ờ, đâu có đúng rồi, ảnh là vua mà. Vua thì phải giàu chứ không lẽ vua nghèo đúng không các bạn. Vì người ta cũng là vua của nước Ai Cập cổ đại mà đâu phải dừa đâu. Nhưng là đâu phải là coconut đâu đó đúng không nhỉ?
Rồi, con này luôn thì đỉnh rồi. Trời. Gì đây nữa hả? Chù cha. Chơi vậy thiệt luôn. Rồi đạp mình tiếp. Tội nghiệp bà phù thủy. Đi vô rừng mà bà này phù thủy ở trong rừng mà cứ đạp mình của quân giải phóng hoài. Ăn ở làm sao đâu. Phù thủy này là phải xem lại ăn ở rồi. Vừa ra là rớt xuống hố, vừa được gọi hồi sinh lại là đạp trúng mìn. Được hồi sinh lại lần nữa đạp mìn nữa. Ăn ở làm sao trời. That was a good attack. À đúng rồi, hình như có bạn nói với mình là chơi luôn ba cái lá báo quan tài đi. Trời ơi, mình lại bạn luôn. Báo quan tài mà bạn nỡ lòng nào xài luôn ba lá. Mất một lá nó trừ 900 điểm thì chắc là mình khóc ra mấy chục thứ tiếng quá. I end my turn. Tất nhiên là đối thủ cũng sẽ bị giống như vậy thì cái đó mình biết, nhưng mà lỡ lúc đó mình vừa rơi vô ngay thế thủ thôi. Hoặc là mình lỡ mình dùng một cái lá phép rồi đó, nó văng vô đây là đi ngay 900 điểm đấy. Đụng anh Maric ảnh xài cái lá đó nữa là thấy thôi rồi luôn á. 1.000 mỗi lần vậy là 1.200 đấy bạn ạ. À. Chưa kể dinh ra được ba lá đó, nó nằm ở đây là hơi bị khó đấy. Thành ra nói chung là thôi thôi bạn nhé, một lá bán quan tài thôi là đủ chết rồi. Không đừng dùng cái ba lá tội nghiệp lắm. Dịch vụ gì thì nên phát triển, chứ dịch vụ tăng lễ thì chúng ta cũng nên giới hạn thôi. Chứ người chết nhiều quá thì nó phiền phức lắm. Rồi nằm xuống. Tất nhiên là dịch vụ tăng lễ thì nó cũng cần thiết thôi. Mình thì rất tôn trọng những người làm bên dịch vụ tăng lễ, nhưng ý mình nói là nên chúng ta không nên phát để cái dịch vụ đó nó phát triển nhiều quá, nó rất là phiền phức. Ít nhất là trong cái thế giới của Yu-Gi-Oh này thì đừng để cái chuyện đó nó xảy ra các bạn. Rồi. Bởi vì cứ mỗi lần mất một lá bài nó đi ngay 300 máu thì thôi rồi lượm ơi luôn. Rồi. You're going to activate a spell card? Đây. Đây. Rồi, đây bắn bài qua đầu ông bác. Ủa, quên mất có con có hệ âm này đó, nó không chịu được. Mà nó kỵ luôn cả hệ quang nữa, mình quên mất. Hả? Ba lá nào? Trời, ba lá này luôn. Rồi thôi cũng được. Chơi tiếp đi ông anh. Ô, độc cô cầu bại xuất hiện. I activate my spell card. Rút 3 lá, bỏ 2 lá. I activate my spell card. Gì nữa? Được ra Kiki hả? À, hồi sinh. Rồi trời ơi. Bữa nay đã có độc cô cầu bại rồi, còn có trảm long dũng sĩ ở đây nữa. Trời ơi, ảnh áp chế tinh thần của mình. Sợ quá. I end my turn. Sợ quá. Phải dùng một đòn thiên điểu cho đỡ sợ. Có khăn phép không? Rồi không có là ảnh dở rồi. Rồi. Ok, một phát định Giang Sơn. Chiến thắng. Thắng rồi các bạn ơi. Rồi, ảnh đi trước. Now, I'll set a card. Trời ơi. I end my turn. Rồi, nếu đã như vậy, việc đầu tiên quăng này coi bạn xài lá này là lá gì? Lá này nhiều khi nó giúp mình chống mấy cái con, thấy chưa? Phản cái này gọi là phản đam nè. Ví dụ con này nó là con quỷ nổ là ảnh tự phải cho nổ ảnh rồi đó.
Rồi xong. Chơi. À có chuyển hướng tấn công ở đây luôn. Hay đấy. Rồi mình biết cái đấy là lá gì luôn rồi. Ảnh sẽ phá cái này kiếm mình. Rồi vô tiếp đi anh. Vô. Wow. Lợi hại. Hiệp sĩ thập tự chinh hả? Xuống hố ngay. Bộ này đa phần ảnh chơi quá hệ quang. Ảnh dùng quá hệ quang là để dễ gọi con độc cô cầu bại ra. Tại độc cô cầu bại là hệ quang. Cái gì đây? Ồ, dám dở lên thế tấn công là hơi bị nguy hiểm rồi nha. À đây, đoạt mạng 5000 đây. Anh em, chơi. No. 250. Tạm được. Tại nghi nghi cái lá này của ảnh thấy ảnh dở lên mà nên thật ra mình hơi lo. Ảnh để kiểu kia thì ảnh không mất máu, để cái này ảnh mất máu không biết sao ảnh dở lên nghi rồi phải úp xuống. À rồi, hiểu. Rồi, độc cô cầu bại quả nhiên lợi hại. Nhưng mà độc cô cầu bại ơi, độc cô cầu bại đấu kiếm, đấu cung, đấu phi tiêu gì thì đụng phải lựu đạn thì độc cô cầu bại cũng banh sát. Này độc cô cầu bại này. Độc cô cầu bại đụng phải lệnh hầu sung rồi các bạn. Được nhập vô nó còn tăng sát thương lên nữa chứ. Cái đặc điểm của con này nó là như vậy các bạn. Được nhập vô là nó cứ tăng lên vậy thôi. Rồi xong. Con này gọi là Mã Hà Vân Lộc nè. Rồi xong. Đã tăng sức vô tình nó hại chính nó. Con gì đây? Trời ơi nó gọi độc cô cầu bại lên nữa rồi. Mà lá này là trap mình không có chặn được. Nó tấn công mà là quên, mình tấn công là mình còn bị giảm sát thương gì nó nữa. Ây da, nguy hiểm quá. Cái dáng này có bộ căng này ha. Ảnh gọi là độc cô cầu bại ra là mình mệt đấy. Rồi chấp nhận chơi luôn, không sợ. À, là con này. Your monster's attack triggered my effect. Phá con nào. Rồi phá con đó thì em rất biết ơn. Hy vọng ảnh không ra được con quái nào thì ảnh mới dúng chính dính chiêu của mình. Còn ảnh ra con quái khác là mệt đấy. I activate my spell card. Gì đây? Ồ, phong ấn gì thuật à? Không được. What? Ai cho anh dùng chiêu phong ấn? Bài của em là không anh không được phong ấn, biết chưa? Rồi đó, đúng rồi, nhập vô, không nói nhiều. Anh có lá cuồng phong là mình cũng mệt á, nãy giờ mình làm tàn với ảnh xíu vui thôi. Rồi đây. Nằm xuống. Rồi xong. Độc cô cầu bại tiếp tục, hồi nãy là độc cô cầu bại bị trúng lựu đạn, còn lần này là độc cô cầu bại đập phải mìn. Rồi xong, 3000 máu, bạn bye bye nha. Rồi xong. Tội nghiệp độc cô cầu bại. Con này có rồi nè mà tại nãy mình không xài. Con này bên bộ chiến binh thì khá là hấp dẫn. Con này thì mình không để tâm tới nó lắm. Con này thì nó mình hiến tế mà con bên mình thì mình trừ được 500 máu của đối phương. Nhưng mà có một điều vậy mình thấy phí quá, người ta mình không có muốn xài. Ít khi nào mình vô được cái thế mà đầy bài trên bàn lắm. Cho nên là thôi khỏi. No, I lost. I guess you wanted to win much more than I did. It was a great duel. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.